Có bao giờ anh em thắc mắc ở từng mức rank thì có những vị tướng nào đang có tỷ lệ thắng cao nhất không? Kiểu tiếng Anh con này, cao thủ kia, rồi cả chiến tướng. Và đây là câu trả lời dành cho bạn qua thông tin từ gà rán Thái chứ không phải là trạm game chém gió đâu. Và sau đây là những vị tướng đang có tỷ lệ thắng cao nhất ở từng mức rank từ bạch kim tới chiến tướng. Anh em sẽ bất ngờ với các vị tướng này đó. Thứ nhất, Elandor đứng đầu rank bạch kim. Khá bất ngờ đấy nha, dù sao đây là vị tướng khó chơi và cần kỹ năng mà. Rõ ràng ta đều công nhận Elan sẽ bị trải qua hai lần chỉnh sửa. Nó vẫn là con xạ thủ đi rừng quá là khát đi. Tất nhiên để có thể chơi mắc pin và tận dụng tối đa sức mạnh của Elan, chúng ta cần một người chơi tay đủ to. Bởi nếu trước đây nha, mùa Elan đơn giản là biến ảo, bay nhảy khó đoán thì đã là ghê. Và với mức rank bạch kim, Elan là vị tướng dẫn đầu tỷ thắng với 58,4%. Và ngay sau Elan đó là Erin, Enzo, Timmy và đặc biệt là Pratt. Khi mà những cái tên này đều có tỷ lệ thắng trên 55%. Cái mà trạm game chú ý không hẳn là Enzo mà chính là sự xuất hiện của Pratt cơ. Thực sự chắc nhiều anh em cũng giống trạm game đã hơi quên con bài này rồi. Tất nhiên tâm điểm chúng ta bàn bạc vẫn là Elan với tỷ thắng gần 60%. Thì ở hiện tại nhá, việc sử dụng chiêu 2 để né chiêu như hay cách mà Gray out viên kích của Elsu mới là thứ thể hiện đẳng cấp. Và không chỉ là viên kích đâu, mà cả những câu cắt của Zue, lôi điều Tulen hay là chuối phi tiêu của Hete đều có thể bị Elan out nhây. Thậm chí nhá, đó là hiệu ứng cú choáng của chiếc cuối Kred có thể bị xóa đi cơ mà. Nếu anh em để ý thì gần đây Elan ở giải đấu đã không có thể spam pick quá nhiều. Bởi nếu không chuẩn bị thật tốt mà để địch pick kiểu như bọn Mina, Ryoma hay kể cả là Cavani thì thực sự Elan quá là khó chơi. Tất nhiên ở rank, việc bị khắc chế như ở giải không phải mức rank nào cũng gặp phải khắc chế quá căng. Chưa kể nếu out kỹ năng thì khắc chế cũng chỉ là hai từ mà thôi. Thật ra con Elan đấy ạ, có một kiểu vận hành khá căng, đó chính là liên tục ăn năn cánh top. Bởi đơn giản thôi, 2v1 đã thế lại còn là một xạ thủ, chắc chắn auto cái lợi thế rồi. Chỉ là đôi khi rank đơn, việc team hiểu ý và phối hợp nó không phải lúc nào mặc pin từ đâu nhá. Thứ hai, Enzo đứng đầu rank kim cương. Cái thú vị của Enzo là con bài đang quá đa năng, dừng được, top được mà trợ thủ siêu ngon. Tất nhiên ở giải hay là những bờ rank quá cao đấy ạ, trợ thủ vẫn là chân ái. Vì mới gần đây thôi, cái hướng Enzo lên nam đã bị giảm đi đôi chút sức mạnh rồi. Và với 55% tỷ thắng, Enzo tự hào là tướng đứng đầu rank kim cương ở bên Thái Lan. Ở sau Enzo đấy ạ, chúng ta những vị tướng đó chính là Erin, Timmy, Elandor và Dumbua đều là những vị tướng uy tín với hơn 54% tỷ thắng. Thật ra con Enzo đấy ạ, không chỉ bên rank Thái mà cả bên rank Việt nhà mình nhé, cũng có tỷ thắng không hề tệ với trên 50%. Con Enzo là dạng tướng nếu chơi hay thì rất là gánh, nhưng chơi dở cực kỳ vô hại. Bởi nói ngắn gọn thôi, với một người không biết chơi Enzo thì gần như không thể làm gì khi chỉ có thể chạy quanh quanh. Khi đó chơi với con kiểu như bọn Toro, Kred thì còn có ý nghĩa hơn. Nhưng ngược lại, nếu ta mắc Enzo siêu ghê, không cần phải như là Khoa hay là Tama đâu, chỉ cần biết mắc và chơi thôi đấy ạ, thì thực sự đây là một vị tướng trợ thủ gánh team đó. Có một kinh nghiệm nho nhỏ với Enzo đó chính là nếu không phải là một pha chủ động núp bụi chơi thì chúng ta nếu sử dụng du hiệp thì nên có một pha lướt chiêu bột đánh thường để làm chậm kẻ địch, sau đó anh em mới khoang xích, như vậy thì chúng sẽ cao hơn đôi chút đó. Còn anh em mới tập đánh Enzo, chảm game nghĩ rằng chúng ta nên pick khi kẻ địch có mấy con dạng kiểu lù đù một chút, nhìn hơi to to một chút đi, dạng kiểu bọn Chona, Toro hay bọn Grab, Gretzkut. Tất nhiên nhà nói Enzo không chỉ lợi hại ở đường trợ thủ mà chúng ta có thể hóa quái vật ở cả vị trí đi rừng. Đặc biệt trên đầu của anh em nếu mà có thêm Aiza thì quá tuyệt vời. Thứ ba, Timmy đứng đầu rank tiếng Anh. Chắc hẳn anh em đều biết hiện tại ở giải đấu nhá, Timmy là con bài trợ thủ bị quan tâm bậc nhất và đúng kiểu là không cấm thì chọn ngay. Còn ở rank thật ra nhá, chỉ những mức rank cao Timmy mới bị quan tâm cấm và chọn sớm, chứ chả đều có bậc rank dưới đấy ạ thì ít hơn. Và ở rank tiếng Anh, chúng ta siêu trợ thủ Timmy với 55,3% tỷ thắng. Kế sau Timmy là sự xuất hiện của những vị tướng như là Rứa Bố này, Rumbua, Terry và Elandor đều trên 53% tỷ thắng. Và Timmy dù chỉ là một trợ thủ, thật ra Timmy là dạng trợ thủ không kiến tạo quá mạnh như kiểu Enzo được. Nhưng bù lại, Timmy không cần phải chơi quá đột biến hay là quá căng tay để có thể đem tới hiệu quả mắc ping cho team. Vì sao ư? Đơn giản thôi, nếu cần nhá, Timmy chỉ cần đi cạnh team hay có thể là chủ lực nhà mình là bọn xạ thủ đó. Khi đó đã có siêu tác dụng rồi, bởi lúc này khả năng farm của xạ thủ sẽ được nâng tầm lên. Mấy con cần lên game như bọn Slim, John, Terry thì tất nhiên rồi, lớn siêu nhanh. Còn bọn từ đầu và giữa game cần tạo áp lực sớm như kiểu bọn Vio, Stuart, Elsu, Cavani thì càng thích bọn này sớm để có thể out đồ và đè cái địch liên tục. Tất nhiên rồi, cái tinh hoa nhất của Timmy vẫn là các pha hồi sinh đồng đội đầy chí mạng. Bởi đôi khi nha, một pháp trận thật kỳ thôi đấy ạ, thế trận đã có sự thay đổi lớn rồi. Đơn giản mà nói, hồi sinh hụt, xài đối tượng thì coi như chấp chức cuối, chấp chất tướng. Nhưng nếu xài chuẩn, hợp lý, đương nhiên rồi, x2 lợi thế. Đặc biệt khi địch chơi với con dạng đổi mạng một nhịp, kiểu như là bọn Kinnak nè, Pain, Kane hay kể cả là rộng hơn như bọn Ngộ Không, Aoi, Queenie. Việc Timmy chơi hay là coi như bọn nó bị phế rồi. Mà nhiều khi đánh Timmy nhá, cũng có thể gánh team theo kiểu khác. Chắc anh em biết cái trò Timmy lên phép rồi đúng không? Thật ra cái bài này sẽ đặc biệt hiệu quả khi anh em xin được đi mid hoặc đi top, chứ đi trợ thủ đấy ạ, hơi yếu tiền. Và nhiều khi anh em lên đồ như vậy, dễ bực hơi lắm nhá. Thứ
tư, Rứ Bố đứng đầu rank cao thủ và đại cao thủ. Anh em thấy đó, Rứ Bố dù đã bị giảm sức mạnh gần đây, tuy nhiên khả năng cân team của anh ta ở trong rank cũng khá đáng gờm đó. Một kiểu đấu sĩ đi đường đi rừng cực kỳ lợi hại, rất uy tín ở mức rank cao thủ thì sự thống trị Rứ Bố là quá rõ ràng. 55,2% tỷ thắng, xếp ngay sau chiến thần chúng ta có Timmy nè, Grak, Wonder và Terry với đâu đó khoảng 53% tỷ thắng. Mà không biết anh em một chung cảm nhận với trạm game không, Rứ Bố nha, nếu đi top đấy ạ, sẽ là một dạng đánh từ giữa và cuối game. Ngược lại nếu đi rừng thì áp lực từ đầu và giữa game sẽ cực kỳ lớn. Thực sự nếu làm một thế kẻ địch kho quá nhiều khống chế thì trước khi bị giảm hồi máu khá khó để có thể ngăn cản hắn ta càn lên. Đơn giản mà nói nha, một con Rứ Bố có chiến thần và dồn được 6 lần xích thố thì không chỉ sát thương mà còn cả khống chế nữa cơ. Mà tiện nói khống chế, cho anh em cũng để ý là từ sau khi được làm lại bộ kỹ năng, dường như cái thức hất tung đã trở về như ngày xưa. Tức là bây giờ cái hất tung nó hơi ảo một chút, đôi khi mục tiêu nha ở sau lưng Rứ Bố một chút vẫn có thể bị hất tung như thường. Mạnh mẽ can lướt là thế, nhưng rõ ràng Rứ Bố không phải là bất bại đâu. Vì cơ bản mà nói, nếu không phải là pick Rứ Bố vào một thế kẻ địch đã top hoặc là dừng xuất hiện rồi, mà đặc biệt là top nha, thì khả năng bị counter rất cao. Không hẳn là flaw nha, mà có thể là bọn Quy, Vedet, thậm chí là cả Moran luôn. Chưa kể nếu anh em mới chỉ tập chơi Rứ Bố thôi thì gặp Zena vẫn có thể bị ăn hành bình thường. Điểm danh ngay, anh em nào đã ăn hành bởi con Zena nào? Lý do này đơn giản thôi, có thể là do chủ quan nè. Rồi chẳng may bị nó liên hoàn khống chế khi anh em đã hết mất chút cuối, còn về sau bị ao tiền nên bị Zena dồn và không kịp hồi phục. Đương nhiên rồi, đó chỉ là dành cho anh em nào mới tập thành Rứ Bố thôi, chứ anh em nào là best Rứ Bố nhá, Zena thổi gì đúng không? Thứ 5, Van Hên. Ở mức đánh chiến tướng đổ đen, chúng ta có sự góp mặt của Van Hên dẫn đầu với 63,4% tỷ thắng, và ngay sau đó là bám đuôi của Munga, Cafri, Butter và Rứ Bố với đâu đó khoảng 62% tỷ thắng. Có một điều khá thú vị là nếu xét riêng tỷ thắng của Van Hên ở mức đánh chiến tướng đổ đen thì rất là tuyệt vời, nhưng nếu xét tổng tất cả bờ rank thì tỷ thắng của Van Hên ở rank thái chỉ ở mức 49% mà thôi. Và có hai vị tướng chắc khiến nhiều anh em bất ngờ, đó chính là Munga và Butter. Hai con bài này thì nói Ameta thì không hẳn, nó kìa là vẫn đánh được nhưng không dễ để mắc ping đâu. Trở lại Van Hên nào, thì rõ ràng nha, một beta đánh mạnh ở đoạn đầu game hiện tại thì con bài xạ thủ mạnh ở đoạn đầu game là cực kỳ được ưa thích. Chưa kể nếu bạn nhìn tỉa chọn trợ thủ ở bên anh thái ở top 5, chúng ta thấy được 3/5 thậm chí là 4/5 con bài là siêu ngon kết hợp Van Hên đều thể lăn cột thuyết. Còn nếu anh em thắc mắc đó là những vị tướng nào ư, đó là Grak, Kret, Alit, Doria và Arum. Bộ đánh Van Hên và Kret cho anh em xem nhiều giải đấu rồi đúng không, đến FGP nha, còn là nạn nhân của Buriam với chỉ 7 phút thì phải. Còn Grak với Doria chắc hỏi về quảng cáo nữa rồi. Van Hên là một con bài xạ thủ khá là một chiều, kiểu nếu snowball trận đấu hắn ta thể snowball game cực kỳ nhanh. Tuy nhiên nếu rơi vào thế thua thì Van Hên cũng tỏ ra hơi vô dụng một chút, bởi nếu trong thế công yếu điểm với đô cơ động sải tay ngắn sẽ không bị khai thác quá nhiều, hay đúng hơn là gần như không thể khai thác. Nhưng nếu trong thế thủ hai yếu điểm này không thể khắc phục được, chưa kể sát thương bị dồn vào hoặc là khả năng ôm trụ Van Hên cũng ở mức khiêm tốn. Tuy nhiên nói một chiều thì cũng hơi quá một chút, vì không phải lúc nào cứ Van Hên snowball là sẽ không có cửa bị bật lại, và không phải lúc nào cứ bị ép là Van Hên không thể bắn ra và phản kèo. Và nếu thực sự không một sai lầm chí mạng nào từ đối thủ thì sẽ rất là khó để thay đổi kết quả. Và đó là vị tướng đứng đầu thì thắng từng bờ đanh từ bạch kim tới chi tướng bên đanh thái. Anh em thấy bất ngờ với những cái tên nào cũng nhỏ, thảo luận thêm dưới video nhé. Và xem xong đừng quên chia sẻ ngay cho bạn bè của anh em nhé.